Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện 11 ca bệnh dạy trên chó tại địa bàn 11 xã thị trấn của 6 huyện, xảy ra 2 ổ dịch tả heo châu Phi trên địa bàn 2 xã của 2 huyện. Theo đó, bệnh dạy xảy ra tại các huyện Vĩnh Củ, Tráng Bơm, Nhân Trạch, Đình Quán, Long Thành, Thống Nhất, tiêu hủy 14 con chó bệnh, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 về số huyện có dịch 200%, xã và hộ có dịch 266,6%. Bệnh dịch tả heo châu Phi xảy ra hai ổ dịch, một hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom và một trại chăn nuôi heo, công ty nông xúc sản Đồng Nai trên địa bàn xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Tiêu hủy 20 con heo bệnh và heo chết, trọng lượng khoảng 340 kg. Tới đến ngày 25 tháng 4 năm 2024, đã có 9 huyện tiêm vaccine phòng dạy được hơn 34.500 con chó mèo từ nguồn xã hội hóa. Trong đó, huyện Trảng Bơm tiêm được 9.000 liều và thành phố Biên Hòa đã tiêm được 8.000 liều tiêm phòng chống dịch bao vây ổ dịch từ nguồn kinh phí nhà nước có các huyện gồm nhân trạch vĩnh cửu long thành và huyện thống nhất